Chào mọi người nha. Thì hôm bữa giờ bận quá, không có thời gian để ra clip cho người xem. Thì bận đi làm rồi việc ở nhà nó mười, nên không có thời gian ra clip cho mọi người xem. Thì mọi người thông cảm cho Hoàng nha. Thì hôm nay Hoàng sẽ quay một bạn làm chung tiệm tên là Minh nha mọi người. Thì hôm nay cách của bạn Minh đắp bột màu nâu, móng móng vịt đó mọi người. Cái đó gọi là đứt đứt neo nha mọi người. Đó, móng vịt thì ở hai bên nó xòe ra nha. Đó. Thì cái móng này á cắt á, thì mình bỏ cái cây, ai mà không có cắt kéo á mọi người, thì mình bỏ cái cây cắt mà cái xíp móng giả vô á thì nó không có được nha, vì cái móng này nó bèo ra nhiều quá thì cái cây xíp nó không có vừa. Thì mình sẽ lấy cây kéo mình cắt ngắn xuống nha mọi người. Đó, thì ai mà chưa quen cắt kéo á, thì mình cứ bỏ vô mình cắt giống cái kia thôi, nhưng mà nó cũng dễ lắm mọi người. Mình cắt giống như mình cắt shape và khớp phần pony này nọ đó thì nó cũng dễ lắm. Thì ai mà chưa làm móng này á, thì nếu mà mình có cắt ngắn xuống thì mình sẽ sử dụng cái kéo mình cắt nha. Móng này thì bạn Minh đắp nó bè ra hai bên nha. Lúc mà kéo ở trên thì mình vẫn kéo bình thường, nhưng mà lúc mình nó sắp ra cái đầu móng rồi mọi người, thì bạn Minh sẽ bè ra hai bên. Thì bộ này bạn Minh chỉ đắp bột nu thôi nha mọi người, bạn không có đắp thêm một lớp bột lia oven, chỉ đắp một lần bột lia thôi. Thì ai mà thích đắp một lần bột á, thì mình có thể mình áp dụng cái này mình làm nha mọi người. Đó, sắp ra đầu móng rồi thì bạn sẽ đẩy ra, đẩy nhẹ nhàng cho nó ra đầy đặn hai bên nha, cho nó có bột nha mọi người. Thôi nếu mà mình làm cái này mình làm không kỹ á, mình kéo giống bình thường á thì hai bên nó sẽ thiếu bột nha mọi người. Đó đó, mỗi người mỗi cái quay đắp bột khác nhau nha. Thì mình thích cái kiểu nào của người nào á, thì mọi người có thể học cái kiểu đắp bột của người đó cũng dễ mọi người. Vì design á thì nói chung bây giờ thì cũng rất là nhiều kiểu design nha mọi người. Mọi người biết tiệm của Hoàng làm thì nói chung là từ khu của những khách mà khách khu đen mọi người, thì hơi quậy chút xíu, thì design là bao la luôn. Vì không có thời gian quay những cái mẫu design đó thì Hoàng chỉ quay những cái kiểu đắp bột để cho mọi người có thể học những cái kiểu đắp bột trước thôi. Thì sau này nếu mà có giống như sau này mà có thời gian hơn mọi người, thì Hoàng sẽ quay nhiều kiểu design hơn nha. Đó, đẩy lên cho nó tròn cuticle nha mọi người, rồi đập nhẹ nhẹ cho trên cuticle lúc nào cũng phải mỏng nha. Thì bạn Minh này khách đòi cũng rất là nhiều nha mọi người. Thì những người Hoàng quay á, thì họ cũng có một số lượng khách của họ rồi, nên Hoàng cũng kiếm người nào quay để mình cũng tay nghề cũng ok chút xíu thì Hoàng quay, mọi người cũng có thể làm, mình cũng tin tưởng tay nghề của họ nên mình cũng có thể làm ok hơn nha mọi người. Đó, đẩy vô cho chính giữa nó quy một cục bột rồi. Lúc nào cái tay của người khách cũng phải chổng xuống chút xíu nha mọi người, chứ đừng có để cho nó ngang, vì chổng xuống thì bột quá nó sẽ chảy thẳng xuống. Lúc mà mình tém bột vô chính giữa mọi người, xong mình chổng cái tay của người khách xuống thì bột nó sẽ tự động chảy xuống, và lúc đó mình sẽ nắn nó cục bột theo cái ý muốn của mình nha. Đó, nếu mà lấy bột dư chút xíu trong ngón này nè, thì bột thì Hoàng nghĩ bột nó sẽ đầy đủ hơn nha mọi người, nó không có thiếu. Bởi vậy thà mình lấy dư chút xíu chứ mình đừng có lấy thiếu nha mọi người. Lấy thiếu là chút nữa mình sẽ giống như nó thiếu á, thì mình sẽ giống như là mà thiếu chỗ nào mình đập vô chỗ đó thì cũng được. Nhưng mà Hoàng thì Hoàng thích là lấy bột thà dư chứ không thiếu nha mọi người. Đó, cục này nó cũng dư nè. Đó, mọi người có thể thấy. Nên mình tập bột có giống như nhiều bột full set mọi người, giống móng ngắn móng dài, tay nhỏ tay to đi. Mình lấy một cục bột đầu tiên, mình đắp một ngón đầu tiên á, là mình kiểm tra. Mình kiểm tra giống như ngón này nó to quá thì mình là ngón mình lấy bột thiếu, thì ngón sau mình sẽ lấy bột khá lên cho nó đủ, chứ không phải cái tay nào của mình cũng lấy một cái cục bột bự y chang vậy thì không được nha mọi người. Thì mình đắp lên cái ngón tay của người khách một ngón thì mình sẽ
giống như cảm nhận được cái cục bột bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu đó nha mọi người. Đó, kéo ra rồi, kéo qua cho nó đầy đặn hai bên nha. Đắp nó cũng giống như những cái bộ thường thôi mọi người, nhưng mà cái này thì nó bè ra thôi, thì mình chỉ cần kéo ra. Ai mà chưa quen á thì mình cũng có làm đi. Nói chung là Hoàng những cái bộ này thì cũng ít ít người khách làm lắm mọi người, 100 người khách đi thì cỡ khoảng 5-7 người khách làm cái shape này nha, nên cũng ít người làm lắm, nên nhiều khi á cái gì mình làm nhiều á mọi người thì mình sẽ quen tay, cái tay mình nó điêu luyện mọi người, nó sẽ giỏi hơn. Còn cái nào mà mình bây giờ mà có giỏi 10 năm 20 năm á mà làm không có nhiều á, còn cái người mà mới vô 1 năm mà người ta làm một ngày 10 bộ 20 bộ full set giống như làm hoài thì cái tay nó sẽ quen, nó sẽ nhanh, thì nó làm dẻo hơn, nó làm nhanh hơn nha mọi người. Đó, thì Hoàng chia sẻ những cách đắp bột vậy đó, rồi mọi người có thể áp dụng, mình làm theo, chứ đừng giống như khách vô á cái kiểu mà giống như mình sợ sệt hay mình cái gì cứ làm đi mọi người. Không được người này thì người khách sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Giống như thu keo này mình bay có khác vậy mọi người, chứ Hoàng thì Hoàng chỉ chia sẻ được là vậy thôi, chứ không có cầm tay mà chỉ mọi người đắp bột được. Hoàng chỉ chia sẻ với lại cái cách nói chuyện của Hoàng để cho mọi người có động lực, mọi người học học làm cho nó ok hơn nha. Rồi ngón cái nữa là xong nha mọi người. Hoàng xin kết thúc video tại đây. Mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.